Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới thật buồn với Giáo hội Việt Nam, hai linh mục Việt Nam vừa qua đời lúc này, xin cầu nguyện cho các ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, quả là một ngày thật buồn cho Giáo hội khi đón nhận hai tin dữ. Hai vị mục tử vừa về với Chúa, một vị già và một vị trẻ. Ai tín? Cha Emmanuel Nguyễn Vinh Doang đã về với Chúa. Cha Emmanuel Nguyễn Vinh Doang sinh ngày 1 tháng 1 năm 1933 tại Giáo xứ Kim Long, đã về với Chúa vào lúc 19 giờ 20 Chúa Nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023 tại Nhà Trung, Tổng giáo phận Huế, hưởng thượng thọ 90 tuổi, 64 năm linh mục. Thứ Hai, ngày 21 tháng 8 năm 2023, 5 giờ 30 phút thánh lễ hồi tử, 5 giờ nghi thức nhập quan. Thứ Tư, ngày 23 tháng 8 năm 2023, 5 giờ thánh lễ an táng. Vị trẻ tuổi thứ hai đó là vị linh mục từ giáo phận Hương Hóa. Mới trưa nay cha còn trò chuyện, giờ cha đã nằm đó rồi, đúng là phận người ngắn ngủi bất chợt. Kính xin cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse Nguyễn Quốc Thịnh, linh mục giáo phận Hương Hóa. Quê hương họ giữa Hiền, giáo xứ Hiền Quan, ngài mới được Chúa gọi về hưởng nhan Thánh Chúa. Tác giả đừng sợ báo tin. Thành kính phân yêu, nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn cha cố Emmanuel và cha cố Giuse vào nước Chúa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.